Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Xin chào các bạn. Đã bao giờ các bạn gặp phải trường hợp tính từ đứng sau danh từ hay là chưa biết trạng từ ở đâu trong câu chưa? Nếu gặp phải mà các bạn muốn một công thức dễ nhớ, dễ hiểu thì video lần này chính là dành cho các bạn đấy. Cùng tìm hiểu xem nào. Hẳn là các bạn còn nhớ câu chuyện về gia đình của Âu Sơn và Vân, có hai người con là Oanh và Công phải không nào? Khi đó chúng ta đã làm quen với các khái niệm về chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một gia đình hàng xóm khác để xem mối quan hệ của các thành viên gia đình nó như thế nào nhé. Hãy coi một câu là một gia đình nhé, trong đó bố Sơn là chủ ngữ, mẹ Vân là động từ và Oanh là tân ngữ. Và các loại từ còn lại trong câu sẽ là anh em trong nhà. Khi đó chúng ta sẽ có trạng từ là anh cả, tính từ là anh hai và danh từ là em út. Bạn nào tò mò về hình dáng của từng thành viên trong gia đình này hay chính là các loại và định nghĩa của động từ, danh từ, tính từ và trạng từ thì hãy xem lại các video lần trước đã nói rất kỹ về từng thành viên này rồi nhé. Mình sẽ để ở phần mô tả. Ở đây chỉ muốn nhắc lại rằng trạng từ là một thành viên rất rắc rối và phức tạp mà trong tiếng Việt cũng không có. Vì vậy các bạn hãy để ý kỹ nhé. Các bạn sẽ thấy nếu cả ba anh em này ở cùng một nhà thì chúng ta sẽ có đầy đủ anh cả, anh hai và em út phải không nào? Tương tự với vị trí của các loại từ trong câu cũng thế, chúng ta sẽ có vị trí từ trạng từ đến tính từ rồi đến danh từ. Ví dụ, he has a really expensive watch. Nào, kiểm tra lại bài cũ một chút. Các bạn còn nhớ đây là cấu trúc câu gì không? Hãy cùng nhớ lại bài học về gia đình của ông Sơn và bà Vân nhé. Trong cả câu thì ông Sơn hay còn là he chính là chủ ngữ, bà Vân là has hay còn là động từ, và con gái Oanh a really expensive watch hay còn là tân ngữ. Tuy nhiên trong phần tân ngữ có rất nhiều loại từ, vậy làm thế nào để chúng ta có thể tạo nên một Oanh hoàn chỉnh được nhỉ? Hãy cùng áp dụng lại công thức trên nhé. Really là anh cả hay còn là trạng từ, expensive là anh hai hay còn là tính từ, và watch là em út hay còn là danh từ. Vậy là chúng ta đã có một câu hoàn chỉnh rồi phải không nào? Nhưng ví dụ nếu tối nay cả ba anh em cùng rủ nhau đi bar mà em út lại chưa đủ tuổi, vậy thì sẽ chỉ còn anh cả đi với anh hai thôi. Hãy cùng phân tích một câu để xem nhé. He is always busy. Đây là cấu trúc câu gì nhỉ? Các bạn cùng nhớ lại câu chuyện về gia đình ông Sơn và Vân một lần nữa nhé. He là ông Sơn hay còn là chủ ngữ, is là bà Vân hay còn là động từ, và always busy là công hay còn gọi là bổ ngữ. Và để cấu tạo nên bổ ngữ là cậu con trai công, chúng ta có cả trạng từ và tính từ. Vậy phải sắp xếp như thế nào nhỉ? Hãy cùng xem lại cấu trúc trên nhé. Ta sẽ có always là trạng từ, là anh cả nên phải đứng trước. Busy là anh hai, là tính từ nên phải đứng đằng sau. Quá dễ phải không nào? Động từ và trạng từ là anh em sinh đôi nên ai đứng trước cũng được. Ví dụ như là nếu mình muốn nói là anh ấy chạy rất nhanh thì có thể nói là he runs quickly hoặc là he quickly runs đều đúng. Bonus, nếu như bạn nào đã từng xem các video của Elite về các trạng từ thì các bạn sẽ thấy là ngoài những trạng từ như là always hay là quickly hay là really mà mình đã đề cập ở trên thì sẽ còn những trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn nữa. Và vì trạng từ là anh cả nên hắn muốn đi đâu cũng được, có thể là đầu câu hay là cuối câu nhé các bạn. Nếu ông anh cả là một trạng từ chỉ thời gian thì mình có thể nói là today I'm happy hoặc là I'm happy today đều đúng. Còn nếu ông anh cả là một trạng từ chỉ nơi chốn thì thường là ông ấy sẽ núp ở cuối câu, vì vậy chúng ta sẽ nói là I see you everywhere. Thử thách nho nhỏ, bây giờ bốn anh em phải đi quân sự, mỗi người phải cầm một bảng có chữ. Khi nghe thấy hiệu lệnh, bốn anh em phải xếp hàng theo đúng thứ tự. Các bạn đang xem hãy giúp bốn anh em sắp xếp cho đúng thứ tự để hoàn thành nhiệm vụ nhé. Comment câu trả lời của các bạn xuống dưới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.